Đây là bộ phim về hoán đổi thân thể trước giờ chưa từng có. Cô gái mặc áo da kiêu ngạo bước vào trong giảng đường. Thật ra cô ta là đàn ông, nhưng đám sinh viên bên cạnh vẫn không thể rời mắt. Nhìn thấy cô em lên trước bắt chuyện, lại là chụp ảnh tự sướng. Cô ta liền kéo cô em vào trong phòng thay đồ của nữ, không nói một lời liền nhét cô gái vào trong tủ làm lạnh và thiết lập chế độ âm 300 độ C, trực tiếp biến cô thành một tảng băng. Nhìn thấy cô bạn cùng bạn bị chảy máu, cô ta đưa ngón tay của mình lên miệng, điên cuồng hút chỗ máu đang chảy ra. Chủ nhiệm lớp thấy vậy liền mắng cô, nói cô ở bẩn. Hãy bớt dùng thời gian vào mấy việc vớ vẩn, mà dành nhiều thời gian cho việc học, thì cô mới có được chút thành tựu. Cô ta ghi hận trong lòng. Sau khi tan học, đợi người về hết, cô lấy cái tua vít xông đến tấn công thầy chủ nhiệm lớp, nhưng lại bị bờ vai khỏe mạnh kia quật ngã xuống đất. Tuy nhiên cô ta giả bộ ngã xuống, sau đó lại bật người lên, một vật cứng dài 40cm đâm xuyên qua phần cổ. Ngay sau đó cô ta đạp ông lên một cái bàn, khởi động răng cưa điện, cắt ông chủ nhiệm lớp thành hai phần. Chủ nhiệm lớp chết rồi. Cô ta chuẩn bị rời khỏi đó, nhưng vừa ra đến cửa thì gặp phải cảnh sát trường học đang đi tuần. Tuy nhiên bọn họ không có một chút nghi ngờ nào, còn chào hỏi cô. Tuy nhiên vừa mới quay đầu đi, cô ta liền gặp phải người đàn ông đã trao đổi thân phận với mình. Đứng lại cho tôi. Cô ta không hề hoảng hốt, suy cho cùng chỉ cần diện mạo xinh đẹp thì nói gì cũng đúng. Trời ơi, có người chết ở đây, mau bắt lấy. Hóa ra vào đêm ngày hôm qua, tên sát nhân giết người nổi tiếng Blaise Finbucher đã đeo mặt nạ và trốn ra khỏi bệnh viện tâm thần. Một kẻ gặp người là giết như anh ta, dùng chai rượu đập chết một chàng trai, sau đó dùng đệm bồn cầu giết hại một người khác. Tiếp đến lại dùng vợt đánh tennis đâm vào hai bên mặt của một người xấu số khác. Cuối cùng là cô gái này, hắn coi cô như một chuỗi thịt và treo cô lên tường. Tên đồ tể lấy việc giết người làm niềm vui này đã đến trường đại học. Hắn vô tình gặp Millie, tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua cho cô. Lúc này, thần trăng vạch mây chui ra, hồn nhập vào chiếc dao găm, triệu hồi ra đàn tế của người Maya. Hắn ta một đao đâm thẳng vào Millie, kết quả trên vai hắn lại bị chảy máu. Linh hồn của bọn họ trong chớp mắt đã bị trao đổi cho nhau và nhập vào cơ thể của đối phương. Điều này tức là, người đàn ông trong đám người hoảng hốt chạy ra ngoài kia mới chính là Millie, còn cô gái nhỏ nhắn xinh xắn kia mới là tên đồ tể giết người thực sự. Đừng thấy trong tay cô ta không có vũ khí gì, tiếp đến cô ta sẽ thông qua vô số cách giết người khác nhau, dùng máu rửa sạch nơi này. Ngày đầu tiên mà tên đồ tể giết người trong bộ dạng một thiếu nữ xinh đẹp, hắn không thể thích ứng nổi. Buổi tối hôm qua, thứ ở trên tay hắn là hung khí, sáng hôm nay khi tỉnh dậy, thứ hắn cầm cũng chính là hung khí. Hắn ta muốn giết toàn bộ người nhà của Millie, nhưng công cụ gây án của hắn lại bị cướp đi một cách nhẹ nhàng, đưa cho mẹ nào. Còn Millie sau khi tỉnh lại, phát hiện bản thân đã ở trong thân thể của tên đồ tể, cô hoàn toàn sụp đổ. Nhưng sáng sớm đó, lệnh truy nã đã được dán ở khắp nơi trong khu vực này. Người đi đường khi nhìn thấy anh, còn hoảng sợ hơn chính bản thân Millie. Millie chỉ có thể cắm đầu chạy thẳng về trường, để đi tìm hai người bạn thân là Nila và Rose. Kết quả còn chưa kịp mở lời, đã bị hai người tưởng rằng mình là tên sát nhân và đánh tới tấp. Dựa theo bộ sách võ thuật, Millie nói ra những bí mật mà chỉ có ba người mới biết. Cuối cùng cô đã thành công trong việc thuyết phục hai người bạn của mình. Người cậu yêu thầm là ai? Booker. Millie sau khi nhớ lại, cho rằng chiếc dao găm đầu lâu kia chính là thứ pháp khí mấu chốt khiến cơ thể bị tráo đổi. Nếu hiến tế không thành, thân thể sẽ bị hoán đổi. Trong vòng 24 giờ nếu không thể hoán đổi trở lại, thì linh hồn sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong đó. Nhưng chiếc dao găm đó sớm đã bị coi là chứng cứ gây án và được cất giữ trong cục cảnh sát. Bọn họ bắt buộc phải bắt được tên đồ tể. Thời gian của Millie đã không còn nhiều. May mà có thân thể của một người đàn ông khỏe mạnh, Millie có thể dễ dàng đánh lại tên đồ tể kia. Kết quả là Booker lại nhìn thấy người đàn ông to cao bắt nạt một cô gái, cậu lập tức cướp đường mà chạy. Không còn cách nào khác, chỉ có thể cùng nhau giải quyết. Mọi người đưa tên đồ tể và Booker về nhà của Rose. Millie đọc thuộc lòng những bài thơ tình mà mình đã viết cho cậu để chứng minh bản thân mình trong sạch. Tiếp đó, bọn họ phân làm hai đường, Millie và mọi người đi trộm dao găm, còn Rose lại canh chừng tên đồ tể. Nhưng ai ngờ khi mọi người vừa đi, thì mẹ của Rose đã về đến nhà. Nhìn thấy con trai mình đang trói một cô gái, người làm mẹ như bà vô cùng kinh ngạc. Rose giải thích rằng đây chỉ là một vai diễn, nhưng rất rõ ràng rằng mẹ cậu không hề tin chuyện này. Con chắc chắn không phải là một người đàn ông chính nghĩa. Một chiêu gây choáng, tên đồ tể tháo dây thừng ra, gấp rút chạy đến cục cảnh sát. Millie trộm cắp không thành, lại đang bị nữ cảnh sát coi là tội phạm truy nã và ra sức bắt lấy. Thấy vậy, tên đồ tể nhân lúc hỗn loạn đã cướp lấy con dao găm. Hắn chạy thẳng đến nơi đang diễn ra buổi tiệc của trường đại học. Thân là một tên sát nhân biến thái như hắn, thực sự đã phải kìm nén quá lâu rồi, hắn phải đại khai sát giới. Ba người đàn ông này không hề biết chuyện bị hoán đổi thân phận. Bọn họ vừa nhìn thấy mỹ nữ liền đi đến bắt chuyện, không nói một lời liền dẫn cô gái vào một căn phòng tối. Bọn họ muốn ăn đậu phụ, nhưng lại không biết rằng mỹ nữ chính là một người đàn ông. Đối mặt với sự trêu ghẹo, tên đồ tể cướp lấy chai rượu, nhanh chóng giải quyết xong hai tên. Sau đó, lại tiếp tục vớ lấy răng cưa. Xin lỗi, đừng. Sau khi giết chết ba người, hắn vẫn không hề mãn nguyện. Hắn cầm cái liềm trong tay, tiếp tục giết chết một người nữa. May mà Millie đã thoát khỏi cảnh sát, kịp thời chạy đến. Rose nấp qua một bên, tôi phải lấy lại cơ thể của tôi. Vậy mày qua đây mà lấy. Hai người đánh nhau, Millie có được cơ thể của một người đàn ông khỏe mạnh nên đã chiếm thế thượng phong. Nila và Rose đánh gọng kìm, cuối cùng đã khống chế được tên đồ tể. Tiếng chuông 12 giờ sắp vang lên, Millie lấy ra con dao găm và đâm xuống. Hoán đổi thân thể thành công, cảnh sát cũng đã đuổi tới nơi. Rose vội vã hét lớn, mau đánh chết thứ chó chết kia. Sống sót sau tai nạn này, Millie đã có được tình yêu. Tuy nhiên câu chuyện đến vẫn chưa hề kết thúc. Trở về nhà, Millie nhìn thấy cảnh cửa lớn đang mở một nửa.
âm thanh khác lạ phát ra từ nhà bếp. Cô cẩn thận đi vào kiểm tra, nhưng không hề phát hiện có một bóng đen đang ở sau lưng mình. Tên đồ tể vẫn chưa chết, trên đường tới bệnh viện tâm thần, hắn đã được cứu chữa và quay về phục thù. Tuy nhiên hắn đã quên, trong nhà này không chỉ có một mình Billy. Mặc dù mẹ và chị gái chẳng mấy chốc đã bị đánh ngã, nhưng điều này cũng giúp Billy có thêm dũng khí mãnh liệt để chống lại. Xét về sức, cô đánh không lại hắn, nhưng thông qua lần hoán đổi thân phận này, cô đã biết bất kể người đàn ông nào đều có một điểm yếu chí mạng. Điểm yếu đó là gì? Chỉ cần một đòn đã có thể bảo toàn được tính mạng như vậy. Ngay cả Millie cũng không thể nhịn được mà phải kinh ngạc thốt lên. Một đòn đánh quá đẹp. Bộ phim quái đản này, cảm giác nhịp điệu và độ đẫm máu đều không tệ chút nào. Việc dựng nên cảnh tương phản đáng yêu này cũng đã làm phong phú thêm nhiều cách nhìn hơn. Đây chính là sự lựa chọn đúng đắn nếu bạn muốn giải tỏa áp lực. Đảm bảo khi xem xong, bạn sẽ phải thốt lên rằng, quá đã. Được rồi, câu chuyện hôm nay sẽ dừng lại ở đây. Tôi là Hiệp Thúc. Video tiếp theo sẽ đặc sắc và kích thích hơn. Chúng ta không gặp không về. Xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ những video review phim của Review Chất. Và để tiếp tục ủng hộ chúng mình, đừng quên nhấn nút like, share cũng như là để lại comment xuống phía bên dưới để cho chúng mình biết về bất cứ bộ phim nào mà các bạn yêu thích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!